Hà Thương xin chào các bạn khán giả của kênh Bóng Đá 365 Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thắng dễ ở vòng loại Cúp Quốc gia 2021 Cúp Quốc gia 2021 khởi tranh từ 23 tháng 4 với 11 trận đấu theo VPF, sân vận động Quy Nhơn sẽ là địa điểm được tổ chức lễ khai mạc Cúp Quốc, Quốc gia 2021 vào ngày 24 tháng 4. Ngay sau đó là màn so tài giữa chủ nhà Bình Định và Long An lúc 17 giờ cùng ngày. Trận cầu tâm điểm sẽ là trận đấu trên sân Pleiku giữa Hoàng Anh Gia Lai và An Giang, đại diện từ giải hạng nhất. An Giang đang có phong độ cực tệ khi 13 trận không biết mùi chiến thắng, vì vậy nhiều người tin tưởng vào khả năng thành công của thầy trò Kia Tisak trên sân nhà. Hoàng Anh Gia Lai đã lên phương án bán vé để tránh tình trạng cháy vé như trận siêu kinh điển với Hà Nội. Trận gia quân của Hoàng Anh Gia Lai tại lượt 1 cúp quốc gia 2021 diễn ra lúc 17 giờ ngày 23 tháng 4. Ngoài ra, vào mở màn còn có cuộc so tài giữa phố Hiến, sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Công an Nhân dân, Quảng Nam, Sài Gòn, Hải Phòng, Bình Phước, Phú Đồng, Huế, Khánh Hòa, Phú Thọ. Người hâm mộ có quyền hy vọng và sự tỏa sáng của Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh hay Phan Văn Đức tại Cúp Quốc gia 2021 bởi họ đều đang có phong độ cao. Trận đấu giữa Bình Định và Long An cũng đáng chờ đợi bởi sự xuất hiện của Anh Đức, Thanh Hào hay Tấn Tài. Cúp Quốc gia 2021 có sự tham dự của 27 câu lạc bộ, 14 đại diện tới từ giải V-League 2021, 13 đại diện tới từ giải hạng nhất 2021. Các câu lạc bộ bốc thăm từng cặp thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận thua. Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu, nếu tỷ số hòa, hai câu lạc bộ sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định câu lạc bộ thắng. Tin tiếp theo, tam giác quyền ảo bầu Đức Công Phượng Xuân Trường Kia Tí sắc đốt nóng Hoàng Anh Gia Lai ở LS Thưa quý vị, đoàn quân huấn luyện viên Keatistack Senamong đang tạo nên cơn sốt mới ở LS 2021. Điều gì khiến Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức cùng Công Phượng, Xuân Trường thu hút sự quan tâm, ủng hộ của số đông người hâm mộ? trưởng thành vượt bậc. Các chiến thắng liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai ở các vòng đấu vừa qua dĩ nhiên là một yếu tố quan trọng. Sau 10 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai bay cao ở vị trí nhất bảng với 25 điểm. Hàng công Hoàng Anh Gia Lai ghi 19 bàn, ít hơn Nam Định 20 bàn. Hàng thủ để thùng lưới ít nhất chỉ với 6 bàn thua. Đây là con số thống kê tốt nhất của Hoàng Anh Gia Lai kể từ 2015 đến nay, khi Bầu Đức bắt đầu đưa lứa công phượng lên thi đấu ở V-League. Không khó nhận ra dưới sự dẫn dắt của Kiatisak, đội bóng phố núi đã trở nên cân bằng ở cả ba tuyến. Đặc biệt, hàng phòng ngự vốn là điểm yếu của Hoàng Anh Gia Lai trở nên chắc chắn hơn. Không như bầu đức, Kiatisak sớm nhận ra vấn đề của Hoàng Anh Gia Lai, lập tức có sự bổ khuyết. Bộ ba trung vệ Memovic, Kim Đông Su, Hữu Tuấn chơi cực ấn tượng từ đầu giải tới nay. Thậm chí khi Hữu Tuấn không có tên trong danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng loại thứ hai World Cup 2022, có ý kiến cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đã quên mất anh. Trên hàng tiền đạo, Brandao cũng là lựa chọn hợp lý khi Kia Tisak cho thấy khả năng cản lướt, bứt tốc, tận dụng cơ hội đều rất tốt. Nếu phân tích kỹ, trong số 19 bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai, riêng văn toàn công phượng đã đóng góp 11 bàn. Xuất thân là một tiền đạo, Kia Tisak có lẽ đã biết cách khơi gợi năng lực của cả học trò. Một sự thay đổi khác của Hoàng Anh Gia Lai là các bàn thắng có thể đến từ nhiều hướng, bao gồm những tình huống dứt điểm từ xa của các tiền vệ. Điển hình trong số này là tuyệt phẩm từ khoảng cách ngoài 25m của Lương Xuân Trường giúp Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Hà Nội ở vòng 10. Về chiến thuật, Hoàng Anh Gia Lai trở nên linh hoạt hơn với từng đối thủ khác nhau. Trước Hà Nội, đội bóng phố núi tập trung phòng ngự một cách chủ động trước khi tung ra những đường phản công sắc lẹm đánh trúng điểm yếu của đối phương. Hoàng Anh Gia Lai thường vây giáp rất quyết liệt ở phía trên mỗi khi mất bóng, giúp giảm đáng kể sức ép lên hàng thủ. Đội bóng nhiều cá tính, nhưng chuyên môn không quyết định hoàn toàn sức hút của Hoàng Anh Gia Lai. Trong một thập kỷ qua, Hà Nội mới là đội tạo ra sức mạnh vượt trội so với phần còn lại, cả trong và ngoài sân cỏ. Nhưng sân hàng đẩy mới chỉ có thêm sức hút nhờ hiệu ứng U23 Việt Nam gắn với lứa Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu. Nền tảng sức hút của Hoàng Anh Gia Lai dựa vào những ngôi sao như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, vốn được đông đảo người hâm mộ yêu mến từ khi trình làng. Sức hút chỉ giảm xuống do việc đội bóng không đạt được thành tích tốt qua các năm nhưng lập tức sống lại cùng sự thăng hoa của thầy trò Kia Sắc hiện nay. Truyền thông góp phần đáng kể tạo ra sức hút cho Hoàng Anh Gia Lai. Nếu so với đồng nghiệp Việt Nam, Kia Tì Senamuang có sự khác biệt đáng kể trong cách tiếp cận với truyền thông, góp phần tạo nên sự thân thiện, hình ảnh đẹp của đội bóng. Sự cởi mở thân thiện và phản ứng thông minh của Kia Sắc tạo nên thiện cảm với hầu hết những người yêu mến bóng đá. Hoàng Anh Gia Lai sở hữu một tài sản khác chính là bầu đức. Không phải phát biểu nào của bầu Đức cũng chính xác, nhưng khó có thể phủ nhận mỗi lần ông Đức lên tiếng, giữa bóng đá được một fan bàn tán xôn xao. Những lần phát ngôn của bầu Đức được ví như màn PR hoàn hảo cho đội bóng Phù núi, thậm chí cả giải đấu. Không phải ngẫu nhiên mà ngay từ lúc này, nhiều người bắt đầu chờ đợi với những tuyên bố khiến đối thủ không chịu nổ từ bầu Đức, khiến đội bóng Phù núi đang quang vào cuối mùa giải. Một đội bóng như vậy không hấp dẫn mới là chuyện lạ. Tin tiếp theo, nỗi đau của Kia Tisak ở giải đấu kỳ lạ và thách thức sau màn thăng hoa tại V-League 2021. Thưa quý vị, cuối tuần này, Cúp Quốc gia 2021 khởi tranh. Đây là giải đấu Hoàng Anh Gia Lai chưa từng vô địch. Giải đấu kỳ lạ của Hoàng Anh Gia Lai và sự tiếc nuối của Kia Tisak. Năm 2010, huấn luyện viên Kia Tisak lần thứ hai dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Đấy là năm có không ít điều đáng quên với Di Cô Thái. Anh vướng lùm xùm cùng Linh Nguyễn. Vụ việc đã lên mặt báo Việt Nam nhiều năm sau đó. Ngoài ra, ở Village, Kia Tisak cũng chỉ có thể đưa đội bóng cán đích tại vị trí thứ 7 và phải rời đi sau đó. Trong nhiều đánh giá của giới chuyên môn, thì đó vẫn là mùa giải không thành công của vị huấn luyện viên xứ Chùa Vàng. Tuy nhiên, năm 2010 là lần Hoàng Anh Gia Lai thành công nhất lịch sử đội bóng tại cung quốc gia đạt ngôi Á quân. Mùa đó, thầy trò Kia Tisak đã tiến đến trận chung kết theo cách khó ai tưởng tượng nổi. Cũng phải nói rằng con đường đua vô địch của câu lạc bộ Phố Núi năm ấy cực kỳ gian khổ, họ lần lượt đối đầu những địch thủ mạnh Long An, Bình Dương, Đà Nẵng. Ở trận đầu, Hoàng Anh Gia Lai hòa Long An một đều, đi tiếp nhờ thắng 5-4 trên chấm 11m. Tiếp theo, Phố Núi hòa Bình Dương một đều, thắng 6-5 ở loạt luân lưu cân não. Trước Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục hòa một đều, rồi thắng 4-2 khi sút luân lưu Highlight Sông Lam Nghệ An thắng 1-0 Hoàng Anh Gia Lai là ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2010. Tiếc là trận chung kết gặp Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai không thể ghi bàn và thua 0-1, bỏ lỡ danh hiệu lịch sử với câu lạc bộ. Trong trận đấu hôm ngày 29 tháng 8 đó, mưa lớn khiến sân thống nhất lầy lội, Hoàng Anh Gia Lai vốn chơi bóng ngắn, kỹ thuật nên gặp nhiều khó khăn. Huấn luyện viên Kia Ti Sắc lúc đó tỏ ra tiếc nuối, chúng tôi chuẩn bị chu đáo cho trận này nhưng tôi không ngờ thời tiết phá hỏng tất cả. Nhiệm vụ khó nhưng cũng đẩy cơ hội cho Hoàng Anh Gia Lai. Cuối tuần này, V-League tạm dừng để nhường chỗ cho vòng đầu của Cúp Quốc, Quốc gia 2021. 17 giờ ngày 23 tháng 4, Hoàng Anh Gia Lai đón tiếp đối thủ yếu An Giang để bắt đầu hành trình làm nên lịch sử. Năm 2010, Kia Ti Sắc bỏ lỡ cơ hội làm nên lịch sử cho Hoàng Anh Gia Lai ở ghế huấn luyện viên. Thực tế, mùa đấy, dù vào trận chung kết, câu lạc bộ phú núi cũng thi đấu chưa thực sự thuyết phục. Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác. Phong độ sức mạnh của Hoàng Anh Gia Lai thể hiện tại V-League là không phải bàn cãi. Một điều đặc biệt nữa, Kia Tisak thể hiện tài năng ở việc điều chỉnh nhân sự chiến thuật trong trận đấu, cũng như sự đa dạng khi nhập cuộc, tùy thuộc mỗi đối thủ như thế nào. Đấy là những tố chất quan trọng trong một giải đấu cúp. Với việc mùa 2020 được tổ chức dồn dập cạnh tranh thêm tại cúp quốc gia tạo gánh nặng cho Hoàng Anh Gia Lai, tuy nhiên đấy là khó khăn chung cho các đội bóng muốn đua vô địch sân chơi này và Kia Tisak phải có cách để khắc phục thách thức thì là không ít nhưng cơ hội cũng chẳng phải nhỏ nếu ngay năm nay Hoàng Anh Gia Lai có thể đoạt cúp đấy thực sự sẽ là cú nổ lớn cho bầu Đức huấn luyện viên Kiyati Sak và cầu thủ phố Núi không ai đánh thuế giấc mơ Hoàng Anh Gia Lai hiện có quyền để mơ giấc mơ lớn này tin tiếp theo tuyển thủ Thái Lan Kiyati Sak đã giúp Hoàng Anh Gia Lai lột xác nhưng chưa đủ Addison Bromberg cho rằng Hoàng Anh Gia Lai của Kiyati Sak chưa phải một tập thể hoàn hảo nhất Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bay cao trên đỉnh bảng V-League với chuỗi 6 trận thắng liên tiếp. Họ lần lượt đánh bại đối thủ mạnh như Đà Nẵng, Hà Nội để khẳng định vị thế của mình tại giải đấu cấp cao nhất Việt Nam. Trong buổi chia sẻ với chúng tôi trước đó, tuyển thủ tuyển Thái Lan Adison Brumrock đánh giá cao khả năng cầm quân của huấn luyện viên Kia Tisak. Qua đó anh cho rằng niềm cảm hứng mang tên Zico Thái giúp Hoàng Anh Gia Lai bay cao tại V-League 2021. Tôi nghĩ rằng Kia Tisak không chỉ giúp đội bóng đó có được sức mạnh ở trên sân bóng, mà còn ở khía cạnh tâm lý. Cá nhân tôi từng làm việc với ông ấy, cô giúp tôi rất nhiều trong việc cải thiện tâm lý thi đấu. Tôi tin rằng ông ấy làm tốt điều đó ở Hoàng Anh Gia Lai. Ở Thái Lan, Kia Tisak nổi tiếng với thái độ làm việc và cách để hiểu rõ học trò. Tôi tin điều đó giúp Hoàng Anh Gia Lai chơi tốt trong thời gian qua. Addison Brombrack chia sẻ với chúng tôi. Tuy nhiên, Addison cho rằng nếu Hoàng Anh Gia Lai muốn vô địch thì cần phải có rất nhiều yếu tố khác cộng hưởng tôi nghĩ rằng kia sắc làm tốt nhiệm vụ của mình nhưng chưa đủ nếu như muốn vô địch tôi đã xem hai trận đấu của hoàng anh gia lai tuy nhiên cá nhân tôi thấy cái họ có bây giờ chỉ là tinh thần thăng hoa và sự may mắn trên lối chơi thì chưa thực sự ấn tượng nếu một ngày hoàng anh gia lai không còn gặp những tình huống may mắn nữa thì có khi kết quả nhiều khả năng khác đi tôi tin chắc kia tisak biết điều đó và sẽ chuẩn bị thật tốt cho những trận đấu sắp tới họ có những thay đổi tích cực về mặt tinh thần cũng như lối chơi nếu tiếp tục phát huy và nâng tầm lối chơi tất nhiên là thành công sẽ tới thôi adison chia sẻ Màn giao tài giữa Hoàng Anh Gia Lai và An Giang tại lượt 1 Cúp Quốc gia 2021 diễn ra lúc 17 giờ ngày 23 tháng 4. Sau đó đội bóng phố núi có chuyến làm khách trước Thanh Hóa ở vòng 11 V-League 2021. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức bóng đá hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!